Ơi, chào mừng, mừng các bạn quay trở lại đối với cái video hướng dẫn sử dụng cái phần mềm MT4 của tôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần cũng khá là quan trọng, đó là chúng ta hiển thị những thông tin cần thiết trên cái tài khoản giao dịch MT4. Thì những cái thông tin cần thiết như sau. Đầu tiên, chúng ta cho hiển thị cái thông tin ví dụ như là market watch. Đây, market watch. Chúng ta click vào đây thì nó hiển thị ra cái bảng này, đây là bảng thông tin sản phẩm. Hoặc là chúng ta có thể vào view. Chúng ta chọn đây là Ctrl M ha, Ctrl M thì nó cũng ra được bảng thông tin sản phẩm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở đây là thông tin của tài khoản như vô nè, Navigator nè ha. Thì ở đây nó là Ctrl N. Đây, đó. Chúng ta có thể kéo di chuyển rất là dễ dàng, chúng kéo lên kéo xuống. Đó anh chị thấy không? Đó. Hoặc là chúng ta vào view thì chúng ta có thể là cái này nè, Navigator nè. Đó, chúng ta ẩn gọi là view nè. Ha, Navigator Ctrl N. Rồi cái thông tin thứ ba nó là cái terminal. Terminal là ở đây ha, terminal là Ctrl T. Đó, hoặc là chúng ta vào trong view chúng ta chọn là cái terminal. Đây, Ctrl T. Đây là những cái thông tin rất là quan trọng mà hầu như khi giao dịch chúng ta đều cần phải hiển thị để chúng ta xem thông tin. Cái thứ nhất là chúng ta ví dụ giả sử như bây giờ chúng ta thấy cái cặp sản phẩm nào chúng ta muốn giao dịch thì chúng ta chỉ cần việc là kéo nó qua. Chúng ta xuất hiện nó qua thì ở đây chúng ta bấm chỗ này nè. Ship end nè, tức là để nó đi cuối màn hình, tức là cái trạng thái cái nến cuối cùng. Đó. Còn ở đây là cái thông tin tài khoản, thí dụ như khi mà chúng ta mở tài khoản giao dịch thì chúng ta vào trong file nè, chúng ta đăng nhập, chúng ta chọn là login to trade account, có nghĩa là thí dụ như các bạn đã có cái tài khoản giao dịch ở sàn rồi, chúng ta click vào đây, chúng ta đăng nhập thì nó hiện ra cửa sổ là đây thông tin tài khoản đăng nhập vào đây cái server ha. Đó, còn chúng ta bấm sale account information này có nghĩa là chúng ta bấm sale đây, có nghĩa là lần sau chúng ta vô chúng ta không cần phải điền thông tin lần nữa mà chúng ta chỉ cần bấm login thôi là nó lưu lại. Đó, đó là cái thông tin thứ hai bên cái navigator đây. Cái thứ ba nó đây là cái control t, ở đây là cái terminal, đây là thông tin cái tài khoản. Thì bây giờ chúng ta thấy đây là cái balance, đây là tức là cái số dư ban đầu, có nghĩa là lúc chúng ta chưa có vào lệnh á thì cái số dư ban đầu là nó hiện tại như này nè. Tôi giả sử như bây giờ tôi đóng lệnh này đi nha, đây tôi đóng lệnh này đi đó, thì bây giờ số dư ban đầu chúng ta là nhiêu? 5.029.57 đô, 5 triệu ha. Rồi bây giờ khi chúng ta đặt chúng ta thấy rằng là cái balance với cái UT nó bằng nhau, nhưng nếu mà khi chúng ta giao dịch á thì tự động là nó sẽ có cái sự khác biệt, có nghĩa là khi cái trạng thái giao dịch nó thay đổi thì đương nhiên là cái UT nó thay đổi nhưng balance thì nó không thay đổi. Bây giờ tôi ví dụ cho anh chị thấy nè, bây giờ thay giữ giả sử chúng ta giữ đó xuống giảm cho nó bán ra, thấy chưa anh chị, thấy đây cái balance này là chúng ta không thay đổi nè, nhưng mà UT này nó thay đổi do là gì? Ở đây là cái profit nó thay đổi, thì có nghĩa là bây giờ cái UT này nó bằng cái gì? UT này nó chính là bằng cái balance này nè cộng với cái profit này thì nó sẽ ra được cái VT này ha. Thì có nghĩa là cái VT đây là cái tài sản thật của chúng ta, có nghĩa là sau khi đã trừ tất cả cái lãi lỗ rồi thì nó là cái VT. Còn cái margin ở đây tức là cái gì? Đây là cái có thể gọi là số đặt cọc, thí dụ như khi chúng ta giao dịch ở đây là ví dụ như chúng ta bán 0.5 thì cái margin đây tức là cái số tiền mà nó đặt cọc cho nó bảo chứng cho 0.5 này, 0.5 lot này ha. Còn cái free margin này là cái số tiền có dư khá dụng, tức là chúng ta lấy cái này chúng ta trừ này ra được này. Thật ra thì cái này chúng ta không cần quan tâm lắm nè, có nghĩa là bây giờ cái tài khoản giao dịch chúng ta thì chúng ta phải tính tính khối lượng thì chúng ta hầu như cũng không không đè nặng lắm, nhưng mà cái cuối cùng thì chúng ta cũng khá quan trọng là cái margin level. Cái margin level đây là cái tỷ lệ này, là tỷ lệ này cũng khá quan trọng. Thí dụ tỷ sàn nó căn cứ vào trong cái margin level này để xử lý. Thí dụ như có sàn nó còn 100% này nó sẽ báo động đỏ, nên nó sẽ lúc đó nó là màu đây nó thành màu đỏ ha, để nên cho chúng ta là cẩn thận chúng ta lưu ý. Còn giả sử như có sàn thì người ta sẽ set ở chế độ đây là 100% là sẽ báo động đỏ và 60% là xử lý. Xử lý ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả trạng thái lạnh chúng ta lúc thời điểm đó nó còn xuất hiện là tự động hệ thống nó sẽ đóng bắt buộc, dù lỗ dù lãi đều đóng hết, có nghĩa là đã chạm cái ngưỡng xử lý thì nó bắt buộc xử lý thôi. Do đó chúng ta phải hiểu được những cái thông số khá quan trọng này để chúng ta biết rằng là cái khi giao dịch thì chúng ta phải cẩn thận để chúng ta không phải rơi vào cái trường hợp nguy hiểm hoặc là xử lý bắt buộc như vậy. Đó đó là những cái chia sẻ cho các bạn những cái thông tin rất là quan trọng khi mà chúng ta giao dịch ở trên phần mềm MT4. Rồi tôi tạm thời dừng lại cái video đây. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn các video khác của tôi. Xin chào các bạn, tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Trân, là á quân của giải vô địch Forex thế giới 2018. Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi, tôi liên tục ứng dụng những kiến thức mà tôi đã tích lũy hơn 12 năm qua. Và kết quả thành công này đã minh chứng rằng những kiến thức tôi đã chia sẻ cho học viên của mình là cực kỳ hiệu quả. Và một điều tuyệt vời hơn nữa là tôi đã cô đọng và hệ thống lại toàn bộ những kiến thức đã giúp tôi thành á quân giải vô địch Forex thế giới 2018. Tôi sẽ giúp bạn hàm thụ và áp dụng ngay những kiến thức này chỉ với 3 buổi học. Hẹn gặp lại bạn tại khóa học của tôi.